Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 8, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về vụ án buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Hưng và ba cán bộ hải quan tỉnh Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng. Kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn kiểm tra số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về vụ án buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Hưng và ba cán bộ hải quan tỉnh Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo với đoàn về diễn biến của vụ án. Qua công tác tiếp xúc với cử tri và hoạt động giám sát theo dõi vụ án, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có nhiều văn bản kiến nghị gửi đến các bộ ngành trung ương như Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên, vụ án vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và cử tri vẫn tiếp tục kêu oan. Từ ngày 2 tháng 8 năm 2017 đến ngày 14 tháng 8 năm 2017, phiên tòa sơ thẩm lần 3 mở tại thành phố Đà Nẵng, nội dung theo hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại tòa cho thấy quá trình điều tra và truy tố đối với vụ án này có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng mà Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định gây oan sai. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương đưa vụ án buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của công ty Ngọc Hưng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Đà Nẵng vào danh mục những vụ án trọng điểm để điều tra theo dõi và giám sát. Cần giải quyết dứt điểm đối với vụ án nhằm khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân và pháp nhân thương mại theo quy định của pháp luật, không để vụ án kéo dài. Cần được làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan trong vụ án này, xử lý nghiêm những người đã cố tình làm sai, coi thường pháp luật. Thay mặt tổ công tác của đoàn kiểm tra số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đồng chí Tạ Văn Giang, Cục trưởng Ban Nội chính Trung ương, cảm ơn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án cho đoàn. Những tính chất phức tạp của vụ án đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Với trách nhiệm của Trung ương giao, đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ tất cả các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc. Trên cơ sở đó, tổ công tác sẽ báo cáo với đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác và đưa kiến nghị của tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội vào báo cáo sau cuộc làm việc kiểm tra giám sát tại tỉnh Quảng Trị. Cùng sáng nay, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 1967-2017 và đón nhận đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Giang đã kiên cường bám trụ trên tuyến đầu miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ngày đêm túc trực bảo vệ giới tuyến, vừa chiến đấu vừa phục vụ chiến đấu tại bến đò B Tùng Luật, tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ và chiến trường miền Nam. Dưới làn mưa bom bão đạn, quân và dân xã Vĩnh Giang vẫn chắc tay súng, vững tay cày, vừa sản xuất vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu để cùng với Vĩnh Linh lập nên những chiến công vang dội làm nức lòng đồng bào cả nước. Với những thành tích xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, xã Vĩnh Giang là đơn vị duy nhất ở huyện Vĩnh Linh vinh dự được Đảng và Nhà nước 3 lần phong tặng danh hiệu anh hùng. Hòa bình lập lại, cùng với quê hương Vĩnh Linh, xã Vĩnh Giang tích cực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương với những bước đi mang tính đột phá, có tầm chiến lược, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, xã Vĩnh Giang thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng mỗi năm và phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017.
lễ kỷ niệm 50 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Trang ôn lại một thời kỳ tuy vô cùng gian khổ, ác liệt nhưng rất đổi vinh quang, tự hào. Đây còn là dịp để xã Vĩnh Trang thể hiện tinh thần đoàn kết, bày tỏ lòng quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước quê hương. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2016 cho xã Vĩnh Trang. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao 5 ngôi nhà đại đoàn kết, mỗi nhà 40 triệu đồng cho các gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Cách mạng tháng 8 năm 1945 là một trong những sự kiện trọng đại nhất của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20. Cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến lỗi thời, đập tan sự thống trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân phát xít, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Diễn ra và giành thắng lợi trong một thời gian ngắn, nhưng cách mạng tháng 8 năm 1945 đã để lại nhiều bài học quý báu cho Đảng và nhân dân ta trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 72 năm kể từ ngày cách mạng tháng 8, những người từng chứng kiến và tham gia tổng khởi nghĩa hiện không còn nhiều, nhưng trong họ, mỗi lần nhắc đến cách mạng tháng 8, ký ức về khí thế sục sôi, hào hùng của quân và dân ta vẫn mãi vẹn nguyên, trở thành bài học vô giá. Dù đã bước sang tuổi 90, nhưng ông Hoàng Khương ở khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị vẫn nhớ như in ngày ông cùng với thanh niên các thôn ở huyện Cam Lộ đứng lên biểu tình, đấu tranh giành chính quyền từ tay thực dân phong kiến. Lúc ấy, ông Khương 18 tuổi, là thủ lĩnh thanh niên hướng đạo ba thôn Trúc Khê, Trúc Kinh, Mỹ Hòa của huyện Cam Lộ. Trong trí nhớ của ông, những ngày cách mạng tháng 8 diễn ra trên địa bàn tỉnh, từ người già, thanh niên, phụ nữ đều sục sôi tinh thần cách mạng, thể hiện niềm tin chiến thắng. Ở thị xã Quảng Trị thì ở vùng đông, từ ở dưới các xã dưới phía dưới tập trung lên đến hay lề kéo về. Ngoài Vĩnh Linh cũng kéo vô. Vĩnh Linh cũng kéo vô đó để mà cướp chính quyền tại thị xã Quảng Trị. Cảm tưởng người là vô cùng sung sướng đó, vô cùng sung sướng, vô cùng nguồn tin tưởng, nghĩa là chưa hề có. Từ trước này chưa hề có một cuộc cách mạng nào như thế này cả. Cùng với thế hệ ông Hoàng Khương, ông Nguyễn Kham cũng là người từng chứng kiến và tham gia cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Trong cuốn nhật ký 100 trang này, ông Kham đã ghi chép cẩn thận, cụ thể những sự kiện lịch sử của những ngày cách mạng tháng 8. Lúc ấy, ông Kham 17 tuổi, tham gia làm công tác giao liên cho phong trào cách mạng ở huyện Triệu Phong. Nhiều lần làm liên lạc, ông phải đối mặt với những nguy hiểm. Song nhờ sự gan dạ, mưu trí, ông đã hoàn thành nhiệm vụ, lập công xuất sắc. Lúc cách mạng tháng 8 là mình là thanh niên. Mình thấy rõ cái nhục mất nước và thấy rõ trách nhiệm người thanh niên mà Tổ quốc mới đã giao cày cho. Và từ đó mà suốt trong 9 năm đánh Pháp, 20 năm đánh Mỹ và sau này thì người hương là xác định đó, tuổi trẻ là phải hăng hái với cách mạng. Đó là hai trong các nhân chứng lịch sử được chứng kiến những giây phút lịch sử trọng đại của dân tộc. Một trong những yếu tố làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945 là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. 72 năm giành lại chính quyền cách mạng tháng 8, sự kiện lịch sử này đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Lời của cách mạng tháng 8 có nhiều yếu tố, mà yếu tố đầu tiên đó chính là Đảng ta đã có một cái đường lối chính trị đúng đắn, có những cái sách lược đầy khai thác sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Vì vậy, thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, tự lực, tự cường, đem sức ta mà giải phóng cho ta. Và chính vì đó mà Việt Nam, lần đầu tiên cách mạng tháng 8 đã đưa Việt Nam sang một kỷ nguyên mới, lật đổ chế độ thực dân gần 100 năm, chế độ phong kiến gần 1.000 năm và kể cả chủ nghĩa phát xít, để đưa Việt Nam bước sang một giai đoạn độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. 72 năm trôi qua, song thắng lợi lịch sử của cuộc cách mạng tháng 8 vẫn luôn là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của mỗi người dân đã thể hiện cao nhất niềm tin của nhân dân với Đảng và trở thành bài học sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Hôm qua tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện Hải Lăng đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt 5 liệt sĩ. Trước đó, từ nguồn tin báo của nhân dân, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã khoanh vùng tìm kiếm trên diện tích gần 1.000 m² tại xóm Búng, thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm và phát hiện cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ với các di vật như tăng, võng, cúc áo bộ đội. Với những tình cảm thiêng liêng và đầy kính trọng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang huyện Hải Lăng đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vào an nghỉ tại nghĩa trang trung tâm huyện. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo huyện Hải Lăng cùng toàn thể cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân đã bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các anh vì hòa bình, độc lập của dân tộc. Trong chương trình thủng lúa khuyến học năm 2017, sáng nay huyện đoàn Triệu Phong tổ chức trao học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng với số điểm cao. Chương trình thủng lúa khuyến học của tuổi trẻ huyện Triệu Phong được khởi xướng từ năm 2015. Chương trình được phát động trong 19 xã thị trấn cùng các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Đối với những xã trực tiếp sản xuất thì các tình nguyện viên sẽ quyên góp lúa, còn với những xã không trực tiếp sản xuất thì sẽ vận động bằng các hình thức khác như quyên góp tôm, cá. Sau 3 năm triển khai, từ chương trình thùng lúa khuyến học, huyện đoàn Triệu Phong đã trao được gần 190 suất học bổng, mỗi suất từ 1 đến 2 triệu đồng cùng với 23 chiếc xe đạp cho các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Riêng năm 2017, huyện đoàn đã trao 75 suất học bổng cho các tân sinh viên. Phát huy vai trò xung kích, năng động và sáng tạo trong các hoạt động, tuổi trẻ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Biển Hải không chỉ góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh mà còn triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động tình nguyện, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Lực lượng đoàn viên thanh niên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Biển Hải chiếm trên 50% lao động của toàn đơn vị. Với vai trò của một tổ chức đoàn trong doanh nghiệp, lực lượng đoàn luôn xác định đóng vai trò xung kích trong công tác chuyên môn, nỗ lực học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của toàn đơn vị. Do cái đặc thù công việc nên chúng tôi cũng tiến hành các cái hoạt động theo từng thời điểm và từng chủ đề. Thì đặc biệt là các cái năm vừa qua thì chúng tôi tổ chức được nhiều các cái hoạt động rất là có ý nghĩa. Cụ thể là trong những năm qua thì chúng tôi tập trung vào cái vấn đề mà thăm hỏi, động viên các cái gia đình chính sách và các cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các cái xã mà đơn vị đóng trên địa bàn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hướng tới các cái con em của các cái xã mà có cái hoàn cảnh khó khăn như xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê. Bên cạnh đó, các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được đoàn thanh niên công ty triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thời gian qua, tuổi trẻ công ty lâm nghiệp Biển Hải đã tổ chức tặng nhà tình nghĩa, trao quà, trao học bổng và tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó và ủng hộ đồng bào bị thiên tai trên địa bàn huyện Vĩnh Linh với giá trị hàng chục triệu đồng. Tuổi trẻ của công ty lâm nghiệp Biển Hải cũng đã thành lập được rất nhiều cái đội hình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện trong việc tham gia bảo vệ tài sản trong rừng tại đơn vị. Thì qua các cái hoạt động xung kích tình nguyện của tuổi trẻ công ty lâm nghiệp Biển Hải, thì ban thường vụ đoàn khối doanh nghiệp cũng ghi nhận và đánh giá rất cao cái vai trò và sức trẻ của các bạn. Trong thời gian tới, với phương châm tuổi trẻ lâm nghiệp Biển Hải rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tuổi trẻ công ty lâm nghiệp Biển Hải sẽ tiếp tục phấn đấu, góp phần công sức của mình vào sự thành công chung của tuổi trẻ khối doanh nghiệp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ và giải pháp đầu tiên mà chương trình hành động của tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện nghị quyết số 08 NQTVK ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã đưa ra. Về thực tế cần phải đổi mới như thế nào là vấn đề chúng tôi muốn đề cập trong chương trình thời sự hôm nay với phần trình bày của phóng viên Thế An.
Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại phiên họp toàn thể Ủy ban nhân dân Quảng Trị quý 1 năm 2017, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu đề cập rất thẳng thắn và mạnh mẽ về vấn đề phải đổi mới cách làm du lịch của tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi xin được trích lại ý kiến này để mở đầu cho vấn đề hôm nay. Chúng ta phải có những cái ước mơ vượt lên trên chính chúng ta, và từ đó đấy, chúng ta sẽ phải là hành động vượt lên trên chính mình mới có thể là có những thay đổi về du lịch được. Chứ còn nếu như mà cỡ như vừa rồi đó, thì chúng ta cứ đi theo cái đà này thì cứ đầm đầm mà đi thôi. Có nghĩa là du lịch theo hướng là chỉ mới, là hướng đến cái việc là vụ việc, hướng đến cái việc là theo kiểu là hại lượm thế cũng được. Mà phải có đầu tư, phải có nghiên cứu, phải làm thế nào để đó để nó sẽ trở thành những cái tour du lịch có tính khác biệt, thu hút được nhiều người quan tâm đến với chúng ta. Đấy là vấn đề mà cần phải đưa vào để nó tạo ra cái sự đột phá trong cái quy hoạch này, và nó sẽ là tạo ra một cái quyết tâm mới trong việc phát triển du lịch trong cái thời gian sắp đến. Và lưu ý là du lịch đó, nó phải xã hội hóa thôi, nó phải huy động nguồn lực của xã hội vào, chứ nhà nước chỉ là bà đỡ thôi để cho du lịch phát triển. Kính thưa quý vị, từ thực tế như vậy, đòi hỏi phải có sự đổi mới, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch một cách đồng bộ và mạnh mẽ. Vì vậy, đây là một trong những nhiệm vụ và giải pháp đầu tiên mà chương trình hành động của tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện nghị quyết số 08 NQTVK ngày 16 tháng 1 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã đưa ra. Theo chương trình hành động của tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, từ đó làm cho cán bộ, đảng viên và người dân tự giác tham gia, quảng bá về du lịch của địa phương. Đổi mới mạnh mẽ, tư duy, cách làm về phát triển du lịch phù hợp với quy luật kinh tế thị trường, xu thế hội nhập, khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh, nhất là những lợi thế đặc thù khác biệt của địa phương, tôn trọng yếu tố tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên, khai thác chiều sâu giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương Quảng Trị. Kết hợp phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, coi trọng cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế. Nâng cao ý thức của doanh nghiệp và người dân trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh và môi trường, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Quảng Trị. Phát động các phong trào người dân ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch, tuyên truyền vận động nhân dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại nơi công cộng, khu di tích và điểm du lịch. Trong cái việc mà thu hút khách thì ngoài cái việc đầu tư hạ tầng, có nơi ăn nghỉ tốt, khu vui chơi giải trí tốt, thì cái sự thân thiện của con người là một điều rất quan trọng. Cái thân thiện thể hiện ở cái từ chỗ là phục vụ, rồi ẩm thực, rồi giao tiếp, đó là những cái cử chỉ để mà nhằm thu hút lưu giữ khách và quảng bá được cái hình ảnh đẹp của Quảng Trị trong mắt của mọi du khách. Ý thức phát triển du lịch của người dân Quảng Trị thì về cơ bản là cũng đã có rồi, chứ không phải chưa. Tuy nhiên thì cái cách người ta chỉ thiếu sự hướng dẫn và chỉ bày vẽ cho người ta thôi. Đồng hành với vùng có dẫn một đoàn khách, đó là cả cái người dân ở cái khu vực biển. Và đặc biệt là một số dân đang sinh sống tại đảo Cồn Cỏ đi vào tham quan và học tập cái cách làm việc của người dân tại Lý Sơn và Cù Lao Chàm, mà người ta thích và người ta về, người ta tự vận động nhau làm để nhằm tạo một cái hình ảnh đến với Quảng Trị là thân thiện, dễ mến. Vâng, kính thưa quý vị, xây dựng thương hiệu và sức thu hút của du lịch Quảng Trị phải được bắt đầu từ những việc như người dân ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch, và đó cũng là cách mà người dân tự giác tham gia quảng bá về du lịch của địa phương. Và quan trọng nhất, mỗi một người dân phải ý thức được rằng khi du khách đến Quảng Trị nhiều hơn thì Quảng Trị ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân sẽ được cải thiện. Còn bây giờ, chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, hiện nay dịch bệnh phát sinh và gây hại trên cây lúa ở huyện Gio Linh đang có chiều hướng gia tăng, nhất là bệnh lùn sọc đen. Vụ hè thu năm nay, huyện Gio Linh có diện tích gieo cấy trên 4.700 ha, tập trung là các giống lúa như HC95, HT1, RVT, Thiên Âu 8. Hiện nay cây lúa đang ở thời kỳ trổ, vào chắc, đặc biệt các trà đầu đang ở giai đoạn đỏ đuôi và chín. Tuy nhiên, bệnh lùn sọc đen phát sinh và gây hại trên cây lúa, làm cho nhiều diện tích lúa không phát triển được và khả năng mất trắng hoàn toàn.
toàn huyện Gio Linh có tổng diện tích bị bệnh lùn sọc đen gây hại trên 470 ha lúa. Trong đó các xã thị trấn có diện tích bị nhiễm nhiều nhất là Giao Châu hơn 80 ha, Giao Thành 90 ha, Giao Mỹ 35 ha, thị trấn Gio Linh 30 ha. Trước thực trạng đó, huyện Gio Linh phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị, các xã, hợp tác xã có diện tích lúa bị bệnh tổ chức thăm đồng đánh giá thực trạng nhằm có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời có phương án xử lý tránh lây lan cho vụ sản xuất tiếp theo. Vào khoảng 14 giờ chiều nay, tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua chợ Phiên Cam Lộ, huyện Cam Lộ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương rất nặng. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 73L8190 của tập đoàn Sơn Hải chưa rõ danh tính tài xế, kéo rơ móc chạy theo hướng Bắc Nam. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 74H100640. Trên xe chở 2 người nhưng chưa rõ danh tính ở xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến một người đi xe máy chết tại chỗ, một người bị thương rất nặng, xe máy hư hỏng hoàn toàn. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để đưa người bị thương đi cấp cứu. Hiện vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tại huyện miền núi Hướng Hóa, mặc dù đã nhiều lần được cảnh báo về hiểm họa từ những chuyến đò ngang qua lại sông Sepol, tuy nhiên đến nay, việc chấp hành quy định về an toàn giao thông trên tuyến sông này vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Không có áo phao và phải qua lại trên con sông nước chảy xiết. Tuy nhiên, hàng trăm người dân sống dọc theo khu vực biên giới của huyện Hướng Hóa vẫn bất chấp nguy hiểm, dẫu biết tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trên thực tế, hầu hết những bến đò ngang dọc theo địa bàn các xã thuộc tuyến vùng lìa, huyện Hướng Hóa đều được người dân dựng lên xuất phát từ nhu cầu trao đổi, buôn bán hàng nông sản, đặc biệt là cây chuối từ người dân hai bên khu vực biên giới. Theo ghi nhận, hàng ngày có đến hàng trăm lượt người qua lại, tuy nhiên không có người dân nào mặc áo phao, chấp hành theo các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Đây là thực trạng đã diễn ra và tồn tại từ khá lâu. Tuy vậy, cho đến nay, hiểm họa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn từ những chuyến đò ngang qua sông Sepol hàng ngày vẫn còn tồn tại. Chào mừng Đại hội Công đoàn cả cấp tiến tới Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 8, Công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải cầu lông Công đoàn viên chức tỉnh năm 2017. Tham dự giải có hơn 100 vận động viên đến từ 25 công đoàn cơ sở thi đấu ở hai nhóm đối tượng dưới 40 tuổi và trên 40 tuổi. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, và đôi nam nữ thi đấu với hình thức loại trực tiếp. Với sự chuẩn bị tốt từ cơ sở, các vận động viên đã đem đến cho người xem nhiều trận cầu hay, thể hiện kỹ thuật tốt. Giải cầu lông công đoàn viên chức tỉnh là hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường niên nhằm tăng cường được sự giao lưu đoàn kết gắn bó giữa các vận động viên, đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở, tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các đoàn viên nâng cao thể chất và tinh thần, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các bộ huy chương vàng, bạc, đồng ở các nội dung thi đấu, trao giải nhất toàn đoàn cho Cục Thuế tỉnh. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.